Những tình bạn tri kỷ của Sao đáng ngưỡng mộ. Cặp là tri kỷ 30 năm, cặp là bạn thân chí cốt từ năm cấp 2, thường xuyên đèo nhau đi học. Những cặp nghệ sĩ như Quyền Linh, Lý Hải, Bích Phương, Đen Vâu, Mỹ Tâm, Hiền Thục, Diệu Di, Thủy Ngân khiến không ít khán giả phải bất ngờ khi tiết lộ về mối quan hệ bạn bè gắn bó nhiều năm. Bích Phương, Đen Vâu, cách đây không lâu, mối quan hệ bạn bè bắt đầu từ thời cấp sách đến trường của Bích Phương và Đen Vâu được công khai đã khiến netizen không khỏi chú ý, tưởng chừng là những cái tên chẳng liên quan gì đến nhau ngoài việc cùng theo đuổi âm nhạc. Hóa ra, cả hai từng là bạn học chung lớp cấp 2, đã vậy, nhà còn ở khá gần và thường xuyên đèo nhau đi học. Chia sẻ bức ảnh chụp chung với Bích Phương trên trang cá nhân, Đen Vâu viết: "Nhớ năm đó, hàng ngày cùng mấy thằng bạn đạp xe đi học, thỉnh thoảng bạn đi nhờ, đợi dưới chân dốc Công Đoàn, mỗi sáng tạt ngang ngõ chợ Vườn Đào mua gói xôi khúc, một tay cầm xôi ăn, một tay ghì ghi đông, gò lưng đạp qua con đường bến tàu, nằm giữa một bên là núi, một bên là biển, thật nên thơ. Những con dốc nhỏ, mái trường trên đồi, cô bạn cùng trường năm nào ít khi gặp lại, thấm thoát cũng hơn 15 năm. Mình muốn hỏi bạn một câu canh cánh trong lòng bao lâu rồi chưa thổ lộ. Sao đi nhờ mà không đạp phụ tao hả Phương?" Diệu Nhi, Thúy Ngân, cách đây ít lâu, Diệu Nhi có đăng tải một bức ảnh chụp buổi đi họp lớp của mình lên mạng xã hội. Trong bức ảnh, sự xuất hiện của diễn viên Thúy Ngân khiến nhiều người không khỏi chú ý. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết hóa ra Thúy Ngân, Diệu Nhi là bạn học chung lớp đại học. Được biết, hai nữ diễn viên này cùng học chung lớp diễn xuất. Họ nhập học vào năm 2009. Hiện tại, cả Diệu Nhi và Thúy Ngân đều đã là những gương mặt nổi tiếng và quen thuộc với khán giả truyền hình khắp cả nước. Mỹ Tâm, Hiền Thục xuất hiện trong một đêm nhạc vào tháng 3 năm 2014. Hiền Thục bất ngờ chia sẻ, Mỹ Tâm từng là bạn thân của mình thời còn học tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh những năm 2000. Thông tin này đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Ấy vậy mà trước đây, nhiều người còn lầm tưởng cặp nghệ sĩ bằng mặt mà chứ không bằng lòng trên đường đua V-pop. Cả hai nữ ca sĩ cũng không ngần ngại tiết lộ, họ có tình bạn đẹp như hôm nay là nhờ vào lần cùng đi ăn bún măng vịt, nhưng một ngày đầy tâm trạng từ nhiều năm trước. Sau lần đó, Mỹ Tâm, Hiền Thục thường đi chơi và chia sẻ với nhau về cuộc sống. Nhưng trước công chúng, bộ đôi hiếm khi nào nhắc đến tình bạn này, bởi họ luôn cho rằng mối quan hệ giữa hai người quý hơn những lời nói hay cách thể hiện bên ngoài. Lý Hải, Quyền Linh, ngày 30 tháng 4, trên trang cá nhân, Lý Hải đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng MC Quyền Linh, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Nam đạo diễn còn đính kèm caption hài hước, giờ mới biết thằng bạn chung lớp nhỏ hơn mình 3 tuổi, mà đó giờ nó gọi mình bằng mày, buồn thiệt chứ. Qua chia sẻ của Lý Hải, netizen không khỏi bất ngờ trước mối quan hệ của anh và MC Quyền Linh. Hóa ra, cặp nghệ sĩ này đã là bạn thân từ thời nghèo khó, nhưng vì quá kín tiếng nên chẳng mấy ai hay. Minh Hà, bà xã Lý Hải còn tiết lộ thêm, anh Hải sinh năm 1968, vào trường sân khấu điện ảnh năm 1986, trừ ra là 18 tuổi, vậy là học đúng tuổi. Sau một hồi điều tra đã hiểu ra vì sao bạn học chung mà khác tuổi, vì ngày xưa học văn hóa và học năng khiếu là riêng song song nhau. Tóm lại là các bạn cứ gọi anh Hải bằng anh là anh vui. Trải qua hơn 30 năm, Lý Hải nay đã trở thành một đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Vbiz. Anh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Minh Hà, cùng nhau nuôi dạy 4 người con. Trong khi đó, Quyền Linh được mệnh danh MC quốc dân trong lòng nhiều khán giả, đồng thời cũng sở hữu cho mình một tổ ấm vô cùng viên mãn. Không ồn ào, không phô trương, nhưng tình bạn kéo dài nhiều năm của các cặp đôi sao Việt kể trên khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Họ đều là những cái tên đình đám của Vbiz, nhưng không để guồng quay của cuộc sống, của ánh hào quang làm mất đi tình bạn đẹp. Bạn thấy sao về tình bạn của các sao Việt kể trên? Cùng chia sẻ nhé!